sáng ngày 2 tháng 9, tại gia tộc Họ Lê ở ấp Bào, Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, đã tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chương trình đã trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã. Trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và thực phẩm cho các hoàn cảnh còn khó khăn bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin và người già neo đơn bệnh tật ở xã. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Tiên Thuận phối hợp cùng gia đình bác sĩ Lê Văn Sẻ tổ chức giải bóng đá mini tứ hùng nhằm tạo không khí sôi nổi, phấn khởi nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Tham gia giải là các đội bóng đến từ công an huyện Bến Cầu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng kết hợp giữa Ủy ban nhân dân xã Tiên Thuận và gia tộc họ Lê.